Mến chào các anh chị em làm YouTube. Hôm nay thì kênh Kho Âm Nhạc Giải Trí sẽ chia sẻ cho anh chị em một cái bí quyết để giúp chúng ta tăng view, tăng đề xuất. Đó chính là chia sẻ với anh chị em cái cách làm sao để chúng ta tạo một cái danh sách phát cho kênh YouTube. Thì cái việc tạo danh sách phát nó sẽ giúp cho kênh YouTube của chúng ta có rất nhiều những cái lợi ích. Ví dụ như sẽ tăng cái kết quả hiển thị trong cái tìm kiếm trên cái thanh tìm kiếm của YouTube, thì danh sách phát của chúng ta có thể hiển thị trên cái kết quả tìm kiếm của YouTube. Thứ hai là giúp cho người xem YouTube có thể vào những cái nội dung chuyên sâu, hướng họ đến xem những nội dung chuyên sâu. Ví dụ như là cái danh sách phát của chúng ta về một cái chủ đề nào đó chuyên sâu của kênh, ví dụ như là chủ đề về 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 hướng hướng nghiệp, định hướng giá trị nghề nghiệp chẳng hạn. Hoặc là có những cái danh sách phát thì chúng ta sẽ có chuyên một cái chủ đề về tình yêu, cuộc sống chẳng hạn như vậy. Hoặc là các bạn làm vlog thì chúng ta cũng có rất nhiều các cái chủ đề để chúng ta làm vlog, ví dụ như những cái chủ đề về nấu ăn hoặc là những cái chủ đề về du lịch chẳng hạn như vậy. Thì mỗi một cái chủ đề đó chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra cho mình một cái danh sách phát, thì nó sẽ giúp cho điều hướng những cái người xem đến tìm đến những video, tìm đến những cái danh sách phát đó, và nó góp phần cho kênh của chúng ta phát triển hơn bằng cách là tăng view cho kênh của chúng ta, tăng cái thời gian xem. Bởi vì khi mà người xem họ vào cái danh sách phát của chúng ta thì nếu họ xem một video, sau đó thì họ có thể xem hàng loạt các video cùng chủ đề tiếp theo. Thế và nếu mà chúng ta đây ví dụ chúng ta xem trên máy tính, sau đó chúng ta kích vào cái danh sách phát và chúng ta xem một video, sau đó thì chúng ta có người xem bận một cái việc gì đó, họ đi làm việc khác, thì ở trong cái danh sách phát đó thì họ sẽ phát hết cái danh sách phát đó, từ cái video đó đến video cuối cùng của danh sách phát. Như vậy rõ ràng nó sẽ tạo rất nhiều những cái thuận lợi cho những anh chị em làm YouTube của chúng ta, giúp cho kênh của chúng ta sẽ có nhiều view, nhiều thời gian xem. Vậy thì không để anh chị em chúng ta chờ đợi nữa, thì bây giờ mời các bạn hãy hướng vào màn hình để tôi chia sẻ cho các bạn cái cách chúng ta tạo một cái danh sách phát, cũng như là cái cách chúng ta có thể xóa cái danh sách phát đó đi, thêm các video của danh sách vào cái danh sách phát đó, cũng như là cái việc quản lý cái danh sách phát làm sao cho nó hiệu quả hơn, giúp cho kênh YouTube của chúng ta ngày càng phát triển hơn. Và trước trước khi vào cái nội dung chính, thì anh chị em nào còn chưa đăng ký kênh Kho Âm Nhạc Giải Trí thì các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share video nếu thấy hữu ích, và tặng chúng tôi một đăng ký kênh. Các bạn có thể nhận thêm được những cái video giá trị, cũng như là tạo động lực cho chúng tôi làm tiếp các video khác gửi đến quý khán thính giả. Thưa các bạn, là chúng ta để tạo danh sách phát thì trước hết chúng ta sẽ phải truy cập vào kênh mà chúng ta muốn tạo danh sách phát. Ở đây thì hôm nay tôi sẽ thị phạm chính trên cái kênh kho của tôi sẽ thị phạm trên chính kênh Kho Âm Nhạc Giải Trí. Thì để tạo danh sách phát, trước hết chúng ta hãy vào cái biểu tượng kênh đây. Chúng ta vào biểu tượng kênh, sau đó chúng ta sẽ vào YouTube Studio để chúng ta đến cái trang tổng quan của kênh, vào YouTube Studio. Khi mà vào trang tổng quan của kênh thì các bạn hãy nhấn vào cái thẻ tab bên tay trái của chúng ta, đó là danh sách phát. Danh sách phát. Khi mà nhấp chuột vào danh sách phát này thì các bạn sẽ thấy các cái, ở đây thì các cái danh sách phát của kênh đã tạo ra. Đây là danh sách phát của kênh đây. Đó là chúc mừng ngày gia đình Việt Nam, gồm có 7 video. Các kênh này đều hiển thị rất là rõ. Cái danh sách phát thứ hai đó là How to make YouTube, hướng dẫn làm YouTube, thì có 12 video, các bạn có thể thấy trên đây. Cái danh sách thứ ba đó là Vlog cuộc sống, thì hiện tại có 4 video Vlog cuộc sống thường ngày. Đây thì chúng tôi có ở đây chúng tôi có 1 2 3 4 5 6 7. Chúng tôi có 8 danh sách phát. Thế thì bây giờ để tạo một cái danh sách phát mới thì chúng ta hãy vào cái thẻ danh sách phát mới đây, ở bên góc trên bên tay phải màn hình của chúng ta, danh sách phát mới, chúng ta nhấn chuột vào đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy hiển thị là tên danh sách phát, thì đây là cái bắt buộc. Chúng ta muốn tạo danh sách phát tên là gì thì các bạn hãy tạo cái tên
chúng ta hãy đánh tên của cái danh sách của mà chúng ta đã muốn tạo cái tên danh sách phát là gì thì chúng ta hãy đánh tên vào đó. Ví dụ như tôi sẽ tạo một cái danh sách phát mới ở đây, đó là danh sách phát nhạc nhạc thư giãn chẳng hạn, nhạc thư giãn. Thì khi mà đánh vào cái danh sách, chúng ta đặt tên cho nó thì với kinh nghiệm của tôi thì có thể chúng ta sẽ, về cái hệ thống làm nhạc này thì chúng ta sẽ có thể làm cả tiếng Anh tiếng Việt. Thì nếu các bạn nào muốn làm tiếng Việt thì tiếng Anh thì chúng ta hãy, bạn giỏi tiếng Anh rồi thì bạn không cần dịch, nhưng ví dụ như tôi tiếng Anh ở mức trung bình thì tôi cứ vào đây tôi dịch cái này ra xem là nhạc thư giãn nó là gì, đúng không? Có thể là relaxing music cái chẳng hạn, đúng không? Relaxing music, thì chúng ta sẽ dịch và chúng ta cắt paste sang đây. Sau đó chúng ta nhấn, thì đây chính là cái mục mà tôi muốn tạo, đó là nhạc thư giãn, là tiếng Anh nó là relaxing music, và chúng ta ấn tạo. Sau khi ấn tạo danh sách thì chúng ta sẽ ấn vào chỉnh sửa trong YouTube, thì chúng ta sẽ vào đây chỉnh sửa cụ thể các cái nội dung của cái danh sách phát này. Thì khi vào đến đây thì chúng ta có thể ấn chỉnh sửa tiêu đề nếu chúng ta cần thay đổi. Chúng ta có thể thêm sửa thông tin, thì ở đây chúng ta có cái phần mô tả, thì các bạn cũng sẽ ở đây thì phần mô tả họ cho chúng ta 5.000 từ chẳng hạn như vậy, thì chúng ta có thể mô tả làm sao lựa chọn những từ khóa liên quan đến cái tên của danh sách phát mà chúng ta chọn. Ví dụ như đây là tôi đặt tổng hợp những bản nhạc thư giãn hay nhất. Đây chúng ta có thể đánh thêm nhạc thiền, nhạc thư giãn, nhạc dễ ngủ, và chúng ta có thể để một vài cái thẻ tab ở đây. Nhạc thư giãn, relaxing music. Ok, các bạn có thể viết dài hơn nhưng ở đây thì tôi làm ví dụ thôi. Sau khi chúng ta đánh xong nội dung mô tả, chúng ta có thể chúng ta ấn chữ lưu. Sau khi chúng ta có tên, có nội dung mô tả rồi thì các bạn muốn cho video, add các video vào danh sách phát này thì chúng ta làm như sau. Cạnh cái mũi tên này chúng ta có dấu ba chấm, thì chúng ta ấn vào cái dấu ba chấm này và chúng ta ấn vào thêm video. Ở đây thì người ta hẹn là cho phép cookie thì chúng ta chấp nhận thôi, ứng dụng này sẽ hoạt động. Và khi chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ có là video trên kênh YouTube của bạn, và các video ở các kênh khác thì chúng ta sẽ copy cái URL chúng ta paste vào đây. Chúng ta đang ở đây, đúng không? Nếu chúng ta muốn tạo cái danh sách phát có các video ở các kênh YouTube khác, có thể là kênh YouTube mà chúng ta những cái nội dung mà kênh YouTube chúng ta yêu thích chẳng hạn như vậy, thì chúng ta sẽ vào cái URL, sau đó chúng ta sẽ copy cái URL của cái video mà chúng ta thích rồi chúng ta bỏ vào đây. Ở đây tôi ví dụ là tôi sẽ vào cái kênh YouTube khác. Ví dụ như tôi sẽ tìm kiếm nội dung cái kênh mà tôi thích, khoa học ứng dụng. Thì trong cái kênh khoa ứng dụng thì cũng có những cái hướng dẫn về làm hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube, thì chúng tôi sẽ vào khoa ứng dụng, chúng tôi sẽ vào danh sách phát. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ tìm đến cái danh sách phát của kênh khoa ứng dụng đây ạ. Ở đây thì trong cái danh sách phát hướng dẫn làm YouTube kiếm tiền thì tôi thích bất kỳ cái video nào của kênh khoa ứng dụng thì tôi có thể nhấn vào đó để tôi, ở đây ví dụ như là tôi thích cái video bí quyết
kiếm 4.000 giờ và 1.000 sub, thì tôi sẽ ấn vào đây, ấn vào video đó và tôi sẽ copy cái ấn vào chia sẻ của dưới video này và copy cái đường link của video. Xin lỗi các bạn là mạng hơi chậm đây, sao chép đường link của video. Đường link đã được sao chép. Ok. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại và ấn vào cái URL này, chúng ta sẽ paste. Paste vào đây và chúng ta ấn vào thêm video. Như vậy thì cái video bí quyết kiếm 1.000 giờ xem và 4.000 vào 4.000 giờ xem và 1.000 sub đã được đưa vào cái danh sách phát nhạc thư giãn. Tôi ví dụ như vậy thôi nhé. Chứ còn ở đây thì rõ ràng nếu danh sách phát chúng ta là nhạc thư giãn thì chúng ta phải cho những cái video âm nhạc vào. Thứ hai là cái cách thứ hai là chúng ta sẽ chọn các video ở trên chính chính kênh YouTube của chúng ta, chính cái kênh mà chúng ta đang 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 làm tạo danh sách phát. Như vậy thì ở đây có những cái danh sách phát nào là âm nhạc chẳng hạn thế, thì tôi muốn gom lại cho nó thành một chủ đề, thì tôi sẽ vào kênh YouTube và tôi tìm vào video trên YouTube của bạn và chúng ta sẽ tìm, chúng ta chọn. Ở đây chúng ta có thể chọn nhiều video một, đây ví dụ ở đây có những video âm nhạc này thì tôi sẽ chọn ngắm những đoạn đường đẹp này có nhạc này. Tôi sẽ chọn. Các bạn giữ phím Ctrl ở trên máy tính thì chúng ta chọn hoặc là không cần đâu. Đấy, chúng ta ấn và chúng ta chọn nó cũng tự nằm đấy rồi. Nhấn vào một ngắm. Tôi sẽ chọn thử mấy video về âm nhạc. Sau đó thì tôi sẽ add vào đây, ngủ say tiếng mưa rơi đấy ạ. Tiếng ve kêu gọi hè. Tôi add thêm 4 video vào nữa, chúng ta ấn vào thêm video. Thế như vậy thưa các bạn là chúng ta đã tạo được 5 cái video trong cái danh sách phát này. Trong cái danh sách phát này chúng ta sẽ có 5 video thưa các bạn. Thế thì để sắp xếp các video này thì chúng ta có thể sắp xếp, chúng ta có thể kéo cái thanh công cụ này. Đấy. Âm nhạc chúng ta có thể cho lên trước. Cái tiếng ve tiếng tiếng mưa rơi này có thể cho lên trước chẳng hạn thế, tiếng ve kêu tiếng mưa rơi thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh cái thứ tự của các cái video trong cái danh sách phát này. Bây giờ chúng ta có thể quay trở về, chúng ta sẽ nhìn thấy cái danh sách phát nhạc thư giãn trên kênh Kho âm nhạc giải trí của chúng ta. Đây chúng ta vào cái danh sách phát này, chúng ta sẽ tìm thấy cái danh sách phát chúng ta vừa tạo. Thưa các bạn, đây chính là cái danh sách phát mà chúng tôi vừa tạo, đó là danh sách nhạc thư giãn. Đấy, chúng ta có thể vào và chúng ta xem thử. Thưa các bạn, là khi mà tạo được danh sách phát này như ban đầu đầu video chúng tôi đã giới thiệu, thì khi chúng ta vào danh sách phát chúng ta xem video tiếng ve kêu gọi hè này, video đầu tiên của video, và nếu chúng ta không tắt máy thì máy tính hoặc là điện thoại smartphone sẽ tự động chạy từ video thứ nhất, từ video chúng ta đang xem đến cái video cuối cùng. Đến video cuối cùng như vậy thì rõ ràng là nó cũng sẽ tạo cho chúng ta rất nhiều những cái hữu ích về mặt tăng giúp chúng ta tăng view cho kênh YouTube, tăng giờ xem cho kênh YouTube. Thì đây là một cái thủ thuật tôi nghĩ rằng một cái bí quyết hết sức là quan trọng đối với anh em làm YouTube, đặc biệt là anh chị em mới làm YouTube. Khi mà chúng ta chưa tìm hiểu kỹ, chưa tìm hiểu đến nội dung này thì các bạn nên làm. Dĩ nhiên là cái điều kiện để chúng ta làm cái nội dung này thì với điều kiện là chúng ta phải trước hết là chúng ta phải có một kênh YouTube rồi. Thứ hai là chúng ta phải có một cái số lượng video cơ bản. Theo những cái chủ đề nhất định thì chúng ta mới có thể tạo danh sách phát, chứ nếu chúng ta mới có một hai video thì cái việc tạo danh sách phát nó cũng không có nhiều ý nghĩa. Nhưng nếu chúng ta có các video theo các chủ đề khác nhau thì một lời khuyên cho các bạn là chúng ta nên tạo các cái video có cùng chủ đề với nhau,
Và một cái bí quyết nữa thì cũng muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta có thể phát triển kênh, đó là ví dụ như chủ đề của chúng ta về nhạc thư giãn mà chúng ta mới chỉ có khoảng 3 đến 5 video như thế này, thì chúng ta hoàn toàn có thể xem những cái kênh họ phát triển rất là mạnh về cái chủ đề này, và chúng ta có thể cho cái video của họ vào giữa, vào lồng với các cái nội dung danh sách phát của chúng ta, để giúp cho cái kênh họ, những kênh phát triển, những cái video mà có nhiều view, nó sẽ theo cái đề xuất của YouTube thì nó sẽ kéo giúp cho cái danh sách phát của chúng ta, giúp cho kênh của chúng ta có thêm nhiều view, nhiều sub hơn. Thì như vậy đấy cũng là một cái bí quyết mà rất nhiều anh chị em có thể chưa biết, thì cũng chia sẻ luôn với anh chị em là chúng ta cứ lồng vào trong cái danh sách phát này một vài cái video có view lớn của các kênh lớn, thì chúng ta sẽ có những cái đề xuất từ kênh đó. Và cái nội dung này thì Kho âm nhạc giải trí đã áp dụng và cũng khá thành công với một cái với những cái danh sách phát liên quan đến ví dụ như nhạc trẻ chẳng hạn. Thế những cái danh sách phát đó thì những cái bài mới thì Kho âm nhạc giải trí khi mà của các cái ca sĩ nổi tiếng mới hát, mới được trình làng, lúc đó view rất khủng, thì Kho âm nhạc giải trí thường đưa cái video của họ vào lồng với các cái video âm nhạc của Kho âm nhạc giải trí để giúp cho các cái danh sách phát cũng như là các video của Kho âm nhạc giải trí được đề xuất nhiều hơn. Như vậy thì đó là những cái điều mà chúng ta cần hết sức quan tâm khi mà chúng ta quyết tâm làm YouTube theo một cái hướng ngày càng phát triển. Thế và khi mà làm các danh sách phát này thì chúng ta cũng có thể một cái bí quyết nữa cũng muốn chia sẻ với anh chị em, đó là chúng ta có thể theo các cái trend, theo các trending, theo các cái sự kiện, để chúng ta có thể làm những cái danh sách phát theo các cái sự kiện đó hoặc là theo các cái trending đó. Ví dụ như trong cái nội dung danh sách phát của Kho âm nhạc giải trí thì vừa rồi Kho âm nhạc giải trí cũng làm một cái nội dung, đó là cái ngày gia đình Việt Nam đây thưa các bạn. Thì Kho âm nhạc giải trí đã kết hợp làm cái nội dung danh sách chúc mừng ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, và nó cũng thu được những kết quả khá là thú vị khi mà tạo ra cái danh sách phát này. Thì có những video mà khi mà tạo cái danh sách phát này thì cũng những video trong 1 2 ngày đó, những cái ngày đó thì cũng được đề xuất với cái tỷ lệ khá là cao thưa các bạn. Ví dụ như cái video ngày gia đình Việt Nam nguồn gốc ý nghĩa này, thì Kho âm nhạc giải trí đã đặt cái video của kênh Khoa ứng dụng và kênh Kho âm nhạc giải trí lẫn với nhau, và cái tỷ lệ cũng khá là cao, cái lượng view khá là cao, và kênh Kho âm nhạc giải trí cũng 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 có cái lượt view nó không có gọi là khủng nhưng mà nó cũng cao hơn những video bình thường do cái sự đề xuất của hai kênh với nhau, 437 lượt xem. Thế còn cái ngày gia đình Việt Nam ý nghĩa nguồn gốc và ý nghĩa này thì có 1.700 hơn 1.700 lượt xem. Đấy, các bạn có thể thấy đấy cũng là một cách để chúng ta giúp cho kênh chúng ta đề xuất cho nhau, các kênh đề xuất cho nhau và hướng tới cái mục tiêu cùng phát triển. Ở đây những video này cũng trong những ngày đó thì cũng đều được 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 cái tỷ lệ đề xuất cũng 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 tốt hơn rất là nhiều. Đấy, thì ở đây các bạn có thể thấy đó chính là những cái điều hữu ích khi mà chúng ta làm các cái danh sách phát giúp cho kênh chúng ta ngày càng phát triển hơn. Thì có lẽ là cũng hết sức là chân thành chia sẻ với anh chị em đồng nghiệp chúng ta cùng làm YouTube, cũng như là tất cả các anh chị em chúng ta quan tâm đến cái chủ đề này. Thì nếu anh chị em có khoảng các cái số lượng video nhất định khoảng từ 5 video trở lên thì tôi cũng mong muốn là anh chị em chúng ta sẽ cố gắng chúng ta gom vào tạo ra các danh sách phát xuất bản, tạo thành ra các cái danh sách phát theo chủ đề để kênh của chúng ta có thể nói là ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa thì xin cảm ơn các anh chị em, các bạn đã chú ý theo dõi nội dung của video, và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share video và đăng ký kênh Kho âm nhạc giải trí. Xin trân trọng cảm ơn tất cả anh chị em, cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ Kho âm nhạc giải trí. Chúc các bạn có một cái ngày nghỉ, một cái ngày cuối tuần
luôn hạnh phúc, bình an bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.